и чачем, друзья, ла и чачем, друзья. Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình nhiều kỳ ơn cha dịp do Trung Biểu Diễn Foundation thực hiện xin được tiếp tục với tập 17 hôm nay. Đây là những câu chuyện do các nhân chứng kể lại cho chúng tôi về lòng nhân ái và sự linh thiêng của cha Trung Biểu Diễn. Đặc biệt đối với những trường hợp bị bệnh nan y, khi bệnh nhân hoàn toàn tuyệt vọng và chỉ biết trông cậy vào lời cầu bầu của cha. Chúng tôi xin được nhắc lại, chương trình truyền hình nhiều kỳ ơn cha dịp do Trung Biểu Diệp Foundation thực hiện chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm chứng cho sự linh thiêng của cha. Do đó, các câu chuyện kể trong chương trình không nhằm đưa ra lời khuyên nhủ hay hướng dẫn về y học, mà chỉ nói lên niềm tin của mỗi người đối với cha Trung Biểu Diệp. Vì thế, chúng tôi mong quý khán thính giả hiểu rằng những câu chuyện về ơn cha dịp thuần túy là một món quà mang giá trị tâm linh cho những ai đang tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần trong lúc khốn khó, sự an ủi thiêng liêng khi tuyệt vọng, và nhờ đó có được sự bình an trong cuộc sống. Con đến bên cha trong niềm tin son sắt. Chị Dung Nguyễn hiện đang ở tại thành phố Portland, bang Oregon. Trong một dịp chị và chồng chị về Cali, anh chị đã ghé thăm cha dịp và kể cho chúng tôi câu chuyện vừa xảy ra với chị ngay sau ngày chị viếng cha Trung Biểu Diệp. À, dạ, em là Nguyễn Thành. Nguyễn Thành nhỉ? Và chị là? Em Kim Dung. Kim Dung. Lần đầu tiên tới đây thì em có quỳ xuống em cầu xin cha những cái ơn đó, những cái ơn và đau đớn trong người của em. Thì tối đó em lại là em có xin một chai nước của cha em uống trong vòng tối đó. Thì sáng hôm sau, thường sáng hôm sau là em thường tay chân của em rất là đau, xuống giường rất là đau. Nhưng mà em không biết, sáng đó là em xuống giường rất là khỏe, người không còn đau nữa. Cho dù em ở nhà không đi làm em cũng vẫn đau. Em mỗi lần mà em đi bác sĩ là em rất là sợ, em rất là sợ uống thuốc. Tại em có lần là giống như là em không có bị uống gì thuốc nhưng mà em rất sợ thuốc. Nhiều khi anh cho em thuốc em giả bộ uống rồi em. Khí hậu bên này nó bức rứt hơn ở Oregon. Nhưng mà em không hiểu sao là tối đó em nhận được cái ơn đó. Và em cũng có cầu xin cha là trong cái đời sống của em thì cái nhà cửa của em hơi rắc rối một chút xíu. Thì em cảm nhận thấy là hầu như nó có bình yên rồi hay sao. Là em cảm thấy của mình là nó bình yên, rất là bình yên. Cho nên em nói với ảnh thôi, mình đừng có đi đâu nữa thôi, mỗi ngày mình tới thăm cha rồi mai mốt tới ngày về thì mình về luôn, chứ mình đừng đi đâu xa nữa. Cho nên em mới nói với ảnh là như vậy. Em muốn chia sẻ với ảnh mấy bữa trước, nhưng mà em thấy cái cũng hơi ngại ngại, không biết là có đúng hay là không, nhưng mà em cảm thấy là em có được ơn của cha cho. Em cũng mong là em sẽ về đi lại. Xin hãy thương con, cha hiền, cha yêu dấu, thêm sức cho con. Chị Mỹ Thái hiện ngụ tại thành phố Garden Grove, California, là người từng trải nghiệm về sự linh thiêng của cha Trung Biểu Diệp. Chị thường xuyên đến văn phòng và nhà thăm viếng cha Diệp trong suốt một năm qua. Sau đây, kính mời quý vị nghe chị chia sẻ những điều kỳ diệu về cha mà chị đã cảm nghiệm trong thời gian qua. Dạ, chị tên Thái, họ Thái tên Mỹ, ngụ tại City Garden Grove. Cái câu chuyện của tôi kể đây là sự thật. Thì cách đây cũng mười mấy năm, tình cờ tôi không có biết cha, nhưng mà sau một cái chuyến làm neo ở bên New York City á, thì tôi bị bệnh tự nhiên, cái trong cái nách tôi nó nổi một cái hạch. Một cái hạch gì mà nó cứng mà nó làm tôi khó chịu lắm. Thì tôi mới gọi phone đó, tôi nói với chồng tôi là bây giờ tôi tới ra ngoài đó thì có New York, có cái bác sĩ Mỹ mình không có rành tiếng Anh nhiều. Thành ra thôi về xin nói ông chồng thôi, bây giờ anh cứ giao tiệm cho thợ làm với anh coi đi, tôi đi về lại Cali. Tại vì bác sĩ Cali nó có nhiều ông bác sĩ Việt Nam mình dễ nói chuyện hơn.
Thì sau cái đó thì cổng một tuần lễ bút vé máy bay từ New York xây về tới Cali. Thì tôi vô tới về tới Cali thì một ngày sau là đi tới bác sĩ Hoàng Kim Vi á, khám liền thì ổng vô ổng rợn thấy ổng hết hồn. Hai người bác sĩ, một người bác sĩ nữ và một người bác sĩ là ông Quy, là hai người vô rồi nói tôi là phải chụp hình. Thì tới ông bác sĩ với Phạm Ngọc Giao là chụp hình liền một cái riêng cái nách và một cái chụp hình ngực luôn. Thì trong thời gian chụp thì chờ kết quả thì tôi rất buồn mà không biết bệnh mình như thế nào. Nhưng mà mình nghĩ chắc có bệnh nặng lắm rồi. Nó sụt tôi tới gần 10 pound, gần mười mấy pound luôn á. Nó không đau gì hết, mới lại sợ chứ. Cái sau tôi mới, trong thời gian chờ kết quả thì tôi mới đi buồn mà chiều mình cứ đi vòng ở Phước Lộc Thọ. Thì tình cờ tôi cứ ghé ngay chỗ mà đường Brockhead, cái chỗ mà bà Khấu Tuyết Lan là làm răng đó, kế bên có cái bà nó phật giặt ủi Trailin tên chị Quân. Thì hồi trước tôi chưa làm nail thì tôi cũng có biết chỉ. Cái tình cờ tôi đi ngang thì tôi thấy chỉ thờ một hình ông cây diệp bự lắm mà tánh một cái màu, thì màu màu một cái tấm nhỏ dưới thì màu trắng đen. Khi tôi hỏi cái ông cha này cái gì mà sao chị thờ vậy, cái tôi nói cái ông này là ông gì trước cái đã, cái ông nói ông cha này linh lắm bà Mỹ ơi. Hồi trước tôi bị ung thư máu, khi mà tôi đi khám bác sĩ về nói tôi thấy đời tôi coi như xong rồi, tôi mới đi về tới Việt Nam, tôi xuống tới tận với cha Trương Bửu Diệp á, ở dưới tới sảy thì tôi cầu xin cha, thì tôi về nhà tôi check lại thì máu tôi nó không có nữa. Thì mình đứng mình cũng trong thời gian bệnh giống y vậy, mình nghe nói trời linh quá, thì theo bây giờ chỉ có hai tấm, tấm trên lớn tấm nhỏ dưới, thì chị cho tôi tấm nhỏ đi. Thì chị mới nói được, cái chị mở cái khuôn hình ra, chị cho chị tấm hình. Hiện giờ cái tấm hình đi chị đang thờ mười mấy năm ở nhà đó. Thế chị đem về nhà thì lúc đó chị về đây là nhà thì có ở đây, chị cho mướn chị ở tạm với bà nội nó trên nhà già ở đường Blower, ở đường đó ở chung với mấy người già. Thì trên đó thì đâu khoảng được 5-6 ngày, thấy bác sĩ cũng không có kêu mình là mình chụp cái hình đâu có kết quả sao. Cái về nhà cũng cầu nguyện cha, con không biết cha, nhưng lần đầu tiên bạn con nói vậy con cũng tin tưởng cha, tôi cho con có đi check cái đó về con lành đi cho con bình phục trở lại. Thì chị cũng cầu nguyện hàng đêm. Sau cái đâu khoảng 9-10 ngày cũng chẳng nghe bác sĩ kêu, mình cái sốt ruột mình muốn biết để mình an tâm mình về bệnh đó mình đi làm lại. Thì thời gian đó thì được 10 ngày cũng không thấy, cái 11-12 ngày chị chịu hết nổi rồi, cái chị đi xuống với tớ Hoàng Kim Vi. Chị vô chị nói ổng thì lục hồ sơ ra, cái ổng nói thì chị vô ngồi em đi, chị không có bệnh gì hết. Trời ơi, tôi nghe nói cũng như là mình hết hồn, cũng như cái chuyện lạ không phải có chứ không có, sao nó nổi một cái cục gạch dưới cơm nách mình nó cứng ngắc mà mấy tháng trời. Cái tôi nói bác sĩ ơi, có khi nào cái trường hợp này có khi nào mà bác sĩ máy móc nó hư nó chụp cho tôi mà có bệnh mà không ra bệnh không? Cái thì ông bác sĩ Quy ông nó có, nhưng mà một năm 3-4 triệu người sót người thôi. Thì ông nói cái đó thì chị yên tâm đi, chị cứ trở về lại tiểu bang chỗ chị ở, chị làm neo không có bệnh đâu. Cái nói tôi nói tôi với nó chị cũng lo vậy, nó bây giờ cái mục đó nếu mà bác sĩ nó cắt nghĩa cho tôi như thế nào, nếu mà nó có đó mà nó không phải là bệnh thì phải cắt nghĩa cho tôi biết tôi mới yên tâm. Thì ông mới nói là cái đó tôi nghĩ một cái tuyến mồ hôi nào thì chị ngồi chị làm neo chị dũa riết cái tuyến mồ hôi nào nó tụ lại đó thôi, chứ có bệnh là đã bệnh rồi. Thì thôi chị yên tâm đi, ông còn vỗ vai cho chị, nó yên tâm đi thì cứ đi về bình thường làm không có gì hết. Thì chị mừng quá, thì là cái chị được cái hình của cái bài mà chị Quân Trai Linh cho đó. Thì từ đó chị cứ để cái trong lòng chị, cha Diệp chị đi về tới lại, chị cầm cái tấm hình đi về tới bên đó, chị cũng làm bằng thờ cái thờ riêng, mỗi đêm đều khấn cha. Mười mấy năm sau, cái sau được khoảng 8 năm chị trở về Việt Nam, thì lúc đó là đám cưới nhỏ em gái, thì lu bu đám cưới, này gọi cái tới còn 2 ngày nữa lên máy bay. Thì chiều hôm đó là nhớ trực là chết, còn 2 ngày nữa lên máy bay về lại Mỹ rồi, mà mình hứa mình về mình lại cha. Mà mình chưa có đi thì vậy là không được. Thì thằng em trai nó nói thôi chị cũng hơi bệnh bị cảm rồi, thì yếu rồi thôi chị cứ đi về lại Mỹ đi, ở đây em đi khấn đi xuống với cha tạ lễ cho. Chị nói không được, chị thí dụ như là tối nay chị lên máy bay á thì chị còn để được, nhưng mà còn cách được một đêm thì chị phải đi xuống với cha thôi. Cái chị mới nói vậy, cái thì ở bên Việt Nam em biết mình gọi chừng khoảng đâu có số phone mà mấy người mà lại rước khách mà chạy ban đêm đi xuống với cha Diệp.
Thì nó lại 9 giờ, chị nói 9 giờ tới số nhà, đường đó thì đón, thì thằng con cháu trai chị kia bằng dì ruột. Nó nói trời ơi dì Mỹ đi một mình, cậu nó nói thôi đi với dì Mỹ cho cậu Bảy yên tâm, chứ dì Mỹ đi mình không yên tâm. Thì nó thôi con đi với dì Mỹ, mình nó có 22 tuổi con trai nữa, thì nó lên xe. Thì em biết mà, trên nó rước khách, nó rước vòng 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 cả 3 tiếng đồng hồ mà chưa có ra khỏi ra khỏi Sài Gòn nữa, cứ vòng vòng vòng. Thì chị ngồi đó tự nhiên trúng gió. Trúng gió mà em biết trúng gió mà khoảng tới, nếu mà trúng gió lúc đó là khoảng 11 giờ mấy, gần 12 giờ tại cầu Long An. Khi mà chị trúng gió rồi chị đâu có biết nữa, chấm mắt hỏi nè, bây giờ đang ở tới đâu rồi con, nói thằng cháu bên nó nói tới Bến Lức rồi. Thì chị Mỹ nói châu cha còn xa quá, chắc chị không nổi, mà chị mà bị trúng gió rồi là phải nằm một chỗ, cạo gió, uống thuốc trùm mền, không nhúc nhích gì hết. Đổ dầu vô đầu thì nó mới lấy lại cái sự bình thường, không là chịu không nổi. Mà trong đây là mình đang ngồi trên xe đi, mà xe nó dần, mà cửa sổ tài xế mở ra gió quá đi, mà mình đi mình khoác một cái áo đơn giản thôi thì nó cũng lạnh. Cái chị mới nói, chị nhắm mắt chấm, lúc nó mở ra thấy toàn là bóng tối không, mà nó chống mặt cơ, coi như là nhìn thấy như cái nghĩa địa vậy đó. Cái chị mới nói là trời ơi thôi bây giờ Tuấn ơi, là thằng cháu chị, con dòm thử hai bên đường coi, bên lộ coi có nhà ai giờ này còn mở đèn, dẫn dì Mỹ vô để dì Mỹ cạo gió, nhờ người ta giúp hết cho dì Mỹ cạo gió. Nếu mà ngủ một đêm tới ngày khỏe thì dì Mỹ tiếp tục đi xuống cho dịp, còn nếu không khỏe thì mình trở lại thành phố thì cái dịp khác chị đi xuống cho dịp. Thì nó nhìn hai bên đường nó thấy không có một cái nhà nào mà còn đèn, nó nói dì Mỹ ơi không có ai còn thức hết giờ này, ngủ cũng cả 12, 1 giờ đêm rồi. Cái chị mới nói thôi chết rồi, cái điều này chắc chết. Thì chị mới nói ông tài xế, em làm ơn em quay kiến lên đi để cho ấy, chị trúng gió rồi. Nó mới nói là chị kiếm ai ngoài sau á, chị đổi đi, chứ nếu mà tôi mà quay kiến lên là cái xe nó lật xuống ruộng, nó ngủ gục cái tài xế lái. Thì chị mới nghe nói vậy, chị mới nói thôi chịu thua lúc đó đi. Tự nhiên chị nói ra đây mà óc ác gì cũng nổi lên luôn, mà chị là người đạo Phật ngoại đạo đó, người đạo Phật đó. Cái tự nhiên cái chị nói tự nhiên là gì khiến cha dục chị phải nói, chứ không bao giờ mà chị chụp là chị nhớ đến cha lúc đó, chị không có nghĩ nữa. Mình nhớ tự nhiên cái dục cha dục chị nói là cha ơi cha, nhắm mắt mà nói cha ơi cha, nếu cha linh thiêng á, cha cho con một giấc ngủ, con ngủ từ đây con tới bác sĩ mà có cha kêu con dậy, mà con xuống con lại cha về, mà lỡ con có chết con cũng vui lòng. Cái đó là lời của chị Mỹ nói như vậy. Thì y như rằng chị vừa nói xong, búng một cái chốc thôi là chị ngủ một giấc, mà chị là khó ngủ, mất ngủ mười mấy năm, uống thuốc ngủ còn chưa ngủ được, chứ đừng có nói là như vậy. Thì chị nằm xuống đó ngủ một giấc. Khi mà tới cầu Bắc Mỹ Thuận thì nó đã làm cầu rồi, qua rất là suôn sẻ. Khi tới Bắc Cần Thơ thì lúc đó chưa có sửa cầu Bắc Cần Thơ, xuống tới Bắc khoảng 2-3 giờ sáng thì chị không nhớ, lúc đó chị ngủ đâu biết gì đâu. Thì cháu chị nó xuống, nó uống cà phê trên xe, xuống hết những hành khách trên xe đều xuống ăn uống, mà con mình chị nằm trên xe ngủ ngon lành như vậy. Thằng cháu nó ra, nó nói trời dì Mỹ ối quá, chắc con phải kêu dì Mỹ ăn một miếng đốt đồng. Mà nó vừa tới nơi, nó nói là kể lại, mà nó tới nơi làm như cha dục không cho nó kêu chị vậy đó. Thì nó trở lại cái quán đó, nó ngồi trở lại, thì khoảng 15-20 phút sau nó trở lại, nó kêu lần nữa. Nó tới nơi nó cũng không kêu chị được, làm cha dục đừng có kêu, để cho chị ngủ cho chị khỏe sao cái lời nguyện mình đó. Thì cha làm đúng y như vậy nha. Thì chị nằm đó, cái đúng toa tới Bắc Cần Thơ, người ta dồn xe lên mà ô cha nó ồn, mà em biết cái Bắc nó ồn ào lắm, người buôn kẻ bán nói ồn ào ấy, là coi như là mà vậy mà chị ngủ một giấc không biết một cái gì hết em. Còn hơi cũng như mình chụp thuốc mê, mình như trong giấc ngủ mê mình không còn biết một cái gì. Khi mà xe nó chạy qua tới Bắc Cần Thơ, chạy xuống tới y chang như lời hứa, tới tắc sậy, tức là tới đây cái nhà thờ cha, thì một cái tiếng nói tới tắc sậy rồi dậy nói gì con dậy cũng vậy. Tự nhiên chị giật mình thức dậy, đúng lúc đó thì thằng cháu chị nó đã ngủ mê rồi, thằng cháu chị cái bên nó ngủ mê rồi. Chị ngồi dậy mà chị còn bàng hoàng, không biết mình có bước xuống đất được, đi được hay không, hay là mình đang còn bị cảm đi có được hay không. Chị mới đánh thằng cháu chị nói, Tuấn Tuấn dậy dắt dì Mỹ đi xuống, mình tới tắc sậy rồi con. Khi nó mở mắt ra, nó tới rồi, lúc đó chạng vạng gần 5 giờ sáng rồi chị nhớ. Thì chị vừa bước xuống xe, trời ơi, cha rất là linh thiêng.
Tôi nói con gái 18 tuổi cũng chưa bắt bằng chị Mỹ nữa đó. Cái sức khỏe của chị nó vô cùng từng lúc. Chị nhảy xuống một cái xe rồi lúc. Con người chị nó, cái là sức khỏe chị còn hơn con gái 18. Chị nói như là không bao giờ nói trước mặt cha cái hình cha đây mà chị nói láo ở lương tâm chị tội chết đi. Thì chị mới xuống tới nơi rồi. Trời ơi, mừng quá, thấy mình khỏe là mừng rồi, là thì mình được giếng cha rồi. Chứ chị mới chạy vô, thì bên đường kia có một cái quán, có một cái người đứng đang quạt bếp nấu nước để sáng nấu cà phê bán mấy người mà thành phố xuống xa xuống đó. Thì chị vô nói, cô ơi, chị làm ơn chị cho tôi rửa mặt rửa tay đây rồi tôi xuống cho tôi thành phố xuống tôi vô tôi lại cha. Thì tôi đi thôi 9-10 giờ tối tới bây giờ mới tới đây. Nói, được chị vô đi. Thì vô đó thì cháu chị nó cũng còn gật gừ lắm, nó con trai mà nó cũng yếu vậy. Cái chị vô chị rửa mặt đâu đó đàng hoàng, chị mới dẫn nấu cháu chị dẫn vô cha. Chị vô tới nơi chị thấy cái mã cha, chị ôm chị khóc. Nghe là coi như thấy trai có một cái điểm, nghe là phép lạ không thể tưởng tượng. Chị ôm cái mộ cha chị khóc xong nó đó đàng hoàng rồi. Cháu khóc gần một tiếng mấy đồng hồ luôn. Thằng cháu chị mới nói nha, giờ dì Mỹ, đây cha xong dì Mỹ đi vòng vòng trong nhà thờ, vô trong đó nó có nhiều cái nhà thờ, có thờ cha chị vô chị lại hết. Thì khoảng 9-10 giờ sáng chị ngồi trong đó. Thì ngồi nói chị mới ra khỏe rồi nói thôi con lại cha về cha cho sự bình an đến với con. Con người đạo Phật mà con thấy cái niềm tin cha quá linh thiêng. Chị mới đi vô tới đó xong chị mới ra về thì bước ra ngoài chỗ cái cô mà hồi nãy mình vô buổi sáng mình xin rửa tay được ăn xin chỗ bán cà phê bán nước đó. Thì nói chị là chị ơi tôi muốn về thành phố lại, chị làm ơn chị có xe nào thì biết thì đi trước. Thì ở đó nó tụi nó gọi điện thoại cái là có xe liền. Thì khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, 15 phút hay nửa tiếng chị cũng không nhớ, cái xe chạy lên. Thì trên xe nó đã tức một số người từ Cà Mau chạy lên rồi, thì còn cái băng sau thôi. Thì chị với cháu thì chung như đó ngồi với cái băng sau mà nó dòng dữ lắm em ơi, nó dòng dữ lắm mà nó dòng mà chị rất là khỏe. Chị nhìn hai bên đường chị thấy trâu nó dưới ruộng đồ nhà lá, tự nhiên con người chị thấy sao chị khỏe. Mà cháu thì nó ngủ rồi. Chị mới nói trời ơi tôi trăm tới về tới thành phố để tôi vô tôi kể cho gia đình tôi nghe cái chuyện lạ như vậy nha. Thì chị vừa đi xe tới về tới thành phố thì nó không có bỏ mình từ nhà mà nó tập trung một cái chợ An Đông. Nó bỏ hết số khách xuống rồi mạnh ai mới đi, không đã ôm về hoặc taxi về thôi. Thì chị về tới nhà rồi em biết thằng cháu chị nó con trai nó mới có 22 tuổi thôi. Mà nó về rồi nó tắm nó lên lầu nó ngủ tới 12 giờ trưa mai nó chưa tỉnh. Mà còn chị về đó chị còn phải thu xếp đồ về mua đồ để về lại Mỹ thì có đêm sau về. Mà chị đi ra chợ Sài Gòn chị mua mà cũng sách nặng mà con người chị nó khỏe, con người chị nó như là con gái 18 tuổi. Thiệt là cha rất là linh thiêng. Thì về tới nhà rồi chị thu xếp đồ thì ngày mai chị lên máy bay chị về tới Mỹ chị vẫn khỏe luôn. Nghĩa là về tới nhà không có bị ngày ngực, nghĩa là giấc ngủ nó đổi giờ gì hết trơn. Ngày ngực về nhà dọn dẹp tại vì mình đi về bển. Rồi đàn ông chồng chị con chị con trai nó dài từ cửa nó không dọn dẹp nữa. Thì chị dọn dẹp suốt gần 5-6 tiếng hồ mà không thấy mệt luôn. Tối giấc ngủ bắt vô ngủ bình thường chứ không có bị là cái giấc ngủ nó trở giấc như là trái giờ trái giấc như vậy đó. Thì nó cha rất là linh thiêng. Thì những cái câu chuyện nó có sự thật. Thì thành ra chị đến hôm nay chị đến... chị cũng biết cái chỗ này được khoảng gần năm nhưng mà chị không có tình cờ vô trong tivi nằm thấy nó trong tivi có một cái cô nào cô khóc chị mới dặn nghe thì thấy có cái hình cha Diệp chị mới nói ủa sao có cha Diệp nên thì chị nghe rõ thì nói là hiện giờ có cái văn phòng nó nằm ở ngay chỗ đường Dương Đức thì chị mới ráng nghe xong chị mới kêu ông chồng chị trở lại liền. Thì từ đó sao chị lên đi mỗi ngày thì tới cha liên tục. Nhưng lúc này chị bận thì cũng có ít đi như lúc trước chị đi thường. Những người nào mà có những cái gì bệnh hoạn hoặc những gì mà coi như là đau khổ hoặc buồn gì cứ tới cha Diệp xin cha những cái phép lạ cha cho. Cha sẽ cho liền. Chị thấy cha rất là linh. Chị cứ nguyện một ngày nào đó mà còn sống thì để trong trái tim khi chết con cũng mang theo những cái lời rất là linh thiêng. Anh Vũ Ngọc Trúc, ngụ tại thành phố Cincinnati, bang Ohio, vừa gửi đến cho chúng tôi bài hát do chính anh vừa sáng tác có tên Tuyên xưng và xin ơn cha Francisco Trương Bửu Diệp. Anh đã kể cho chúng tôi rằng
Khi anh đang khấn nguyện với cha, tự dưng lời cầu nguyện của anh trở thành những giai điệu và anh đã ghi lại những cảm xúc này thành bài hát. Chúng tôi xin được trình bày tác phẩm này trước hết là để cảm ơn món quà tinh thần mà anh Trúc gửi tặng hội, sau là gửi đến quý vị những người yêu mến và tin tưởng vào sự linh thiêng của cha Trương Bửu Diệp. Xin kính mừng cha, hát khúc tạ ơn cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, mục tử tốt lành nên đức anh hùng, lòng sắt son vững một niềm tin. Nhân chứng tình yêu giữa lúc hiểm nguy, đem thân hy sinh hiến dâng đời, cha Phanxicô cứu bao người, lương giáo an bình được ngát ân tình, vầng thái dương soi dạng bóng hình. Một lòng cậy trông nơi cha yêu dấu, hãy nghe cho thấu những lời nguyện xin. Xin kính mừng cha, xin kính mừng cha, hát khúc tạ ơn cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, mục tử tốt lành nên đức anh hùng, lòng sắt son vững một niềm tin. Nhân chứng tình yêu, nhân chứng tình yêu giữa lúc hiểm nguy, đem thân hy sinh hiến dâng đời, cha Phanxicô cứu bao người, lương giáo an bình được ngát ân tình, vầng thái dương soi dạng bóng hình. Một lòng cậy trông nơi cha yêu dấu, hãy nghe cho thấu những lời nguyện xin. Một lòng cậy trông nơi cha yêu dấu, hãy nghe cho thấu những lời nguyện xin. Chương trình truyền hình Nhiều Kỳ Ơn Cha Diệp tập 17 xin tạm ngưng tại đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Trước khi chấm dứt, xin được gửi đến quý vị các thông báo sau đây. Cầu nguyện với Cha Diệp. Buổi cầu nguyện với Cha Diệp để dâng lên những lời khấn nguyện và tạ ơn của khách thăm viếng ghi trong sổ khấn và cảm tạ sẽ được tổ chức tại nhà thăm viếng cha Trương Bửu Diệp vào lúc 7 giờ tối thứ Năm, ngày 3 tháng 10 năm 2013, do cha Linh Hướng Đinh Ngọc Quế chủ sự. Kính mời quý vị đến tham dự để hiệp chung lời cầu nguyện. Sắc ơn cha Diệp. Các câu chuyện về ơn cha Diệp do các nhân chứng kể lại sẽ được in thành sách và phân phát miễn phí cho mọi người. Các cơ sở thương mại, các doanh nghiệp muốn đăng quảng cáo trên sách
xin gọi văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation số 714-537-8159 hoặc 714-362-6608. Quý vị ở xa xin gọi số toll free 1-855-355-3437. Mã số 123. Nếu có dịp đi chợ Sài Gòn City Marketplace tại góc đường McFadden và Brookhurst, thành phố Westminster, California, xin quý vị nhớ đọc số 123 là ngày giỗ cha Diệp 12 tháng 3. Ban giám đốc siêu thị sẽ trích ra 5% từ hóa đơn mua hàng để giúp Trương Bửu Diệp Foundation duy trì văn phòng và nhà thăm viếng cha Trương Bửu Diệp. Giờ phát hình, chương trình truyền hình ơn cha Diệp đang được phát trên kênh 57.5 Sài Gòn TV vào 9 giờ 15 mỗi sáng thứ năm hàng tuần tại Nam California và toàn Hoa Kỳ trên Galaxy 19. Chương trình này cũng được phát trên kênh 56.5 Việt News vào 7 giờ 30 tối thứ bảy và 11 giờ 30 trưa chủ nhật hàng tuần. Quý vị muốn xem trên hệ thống internet toàn cầu, xin vào website www.chuongbuoudiep.org. Qua trang web này, quý vị có thể ký thỉnh nguyện thư, gửi lời khấn nguyện, lời cảm tạ hoặc nghe tất cả các chương trình truyền thanh về cha do hội thực hiện trong hơn năm qua. Đặt máy nhận thẻ toàn Hoa Kỳ. Các cơ sở thương mại muốn đặt máy nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng, xin liên lạc anh Nguyễn Bá Chí, công ty MSG qua số toll free 1-866-642-6843 hoặc cell phone số 949-331-2459. Bên cạnh việc lắp đặt máy nhanh chóng, an toàn và tiện lợi, MSG còn trích ra 50% lợi nhuận để giúp Trương Bửu Diệp Foundation duy trì văn phòng và nhà thăm viếng cha Trương Bửu Diệp. DVD ơn cha Diệp từ tập 1 đến tập 16 hiện đang được phân phát miễn phí tại văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation số 14231 Euclid Street, phòng E103-105, thành phố Garden Grove, Cali 92843. Xin trân trọng kính mời. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình truyền hình ơn cha Diệp kỳ sau. Xin thân ái kính chào quý vị. Cha Trương Bửu Diệp, lạy Cha Trương Bửu Diệp. Amen. Chưa bắt bằng chị Mỹ nữa đó. Cái sức khỏe của chị nó vô cùng từng lúc. Chị nhảy xuống một cái xe rồi lúc con người chị nó cái lại sức khỏe chị còn hơn cô gái 18, chị nói như là không bao giờ nói trước mặt cha cái hình cha đây mà chị nói láo lương tâm chị tội chết đi. Thì chị mới xuống tới nơi rồi, trời ơi, mừng quá, thấy mình khỏe là mừng rồi, là thì mình được giếng cha rồi. Chứ chị mới chạy vô cái, thì bên đường kia có một cái quán, có một cái người đứng đang quạt bếp nấu nước để sáng nấu cà phê bán mấy người mà thành phố xuống xa xuống đó. Thì chị vô nói cô ơi, chị làm ơn chị cho tôi rửa mặt rửa tay đây rồi tôi xuống cho tôi thành phố xuống tôi vô tôi lại cha. Thì tôi đi hồi 9-10 giờ tối tới bây giờ mới tới đây. Nói, được chị vô đi. Thì vô đó thì cháu chị nó cũng còn gật gừ lắm, nó con trai mà nó cũng yếu vậy nữa. Thì chị vô chị rửa mặt đâu đó đàng hoàng, chị mới dẫn nấu cháu chị dẫn vô cha. Chị vô tới nơi chị thấy cái mã cha, chị ôm chị khóc nghe là coi như thấy cha có một cái điểm nghe là phép lạ không thể tưởng tượng. Chị ôm cái mộ cha chị khóc xong rồi nói đàng hoàng rồi cháu khóc gần một tiếng mấy đồng hồ luôn. Thằng cháu chị mới nói giờ chị Mỹ đây cha xong thì Mỹ đi vòng vòng trong nhà thờ, vô trong đó nó có nhiều cái nhà thờ có thờ cha, chị vô chị lại hết. Thì khoảng 9-10 giờ sáng chị ngồi trong đó. Thì ngồi nói chị bên đến ra khỏe rồi nói thôi con lại cha về cha cho sự bình an đến với con người đạo Phật mà con thấy cái niềm tin cha quá linh thiêng. Chị mới đi vô tới đó xong chị mới ra về thì bước ra ngoài chỗ
cái cô mà hồi nãy mình vô buổi sáng mình xin rửa tay được ăn xin chỗ bán cà phê bán nước đó, thì nói chị là chị ơi tôi muốn về thành phố lại, chị làm ơn chị có xe nào chị biết thì đi trước, thì ở đó nó tụi nó gọi điện thoại cái là có xe liền. Thì khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, 15 phút hay nửa tiếng chị cũng không nhớ, cái xe chạy lên, thì trên xe nó đã tức một số người từ Cà Mau chạy lên rồi, thì còn cái băng sau thôi, thì chị với cháu thì chung như đó, ngồi với cái băng sau, mà nó dòng dữ lắm em ơi, nó dòng dữ lắm, mà nó dòng mà chị rất là khỏe, chị nhìn hai bên đường chị thấy trâu nó dưới ruộng đồ nhà lá, tự nhiên con người chị thấy sao chị khỏe, mà cháu thì nó ngủ rồi. Chị mới nói trời ơi tôi trăm tới về tới thành phố để tôi vô tôi kể cho gia đình tôi nghe cái chuyện lạ như vậy nha. Thì chị vừa đi xe tới về tới thành phố thì nó không có bỏ mình từ nhà mà nó tập trung một cái chợ An Đông. Nó bỏ hết số khách xuống rồi mạnh ai nó đi không đỡ ôm về hoặc taxi về thôi. Thì chị về tới nhà rồi em biết thằng cháu chị nó con trai nó mới có 22 tuổi thôi. Mà nó về rồi nó tắm nó lên lầu nó ngủ tới 12 giờ trưa mai nó chưa tỉnh. Mà còn chị về đó, chị còn phải thu xếp đồ về, mua đồ để về lại Mỹ thì có đêm sau về. Mà chị đi ra chợ Sài Gòn chị mua mà cũng sách nặng mà con người chị nó khỏe, con người chị nó như là con gái 18 tuổi. Thiệt là cha rất là linh thiêng. Thì về tới nhà rồi chị thu xếp đồ thì ngày mai chị lên máy bay, chị về tới Mỹ chị vẫn khỏe luôn. Nghĩa là về tới nhà không có bị ngày ngực, nghĩa là giấc ngủ nó đổi giờ gì hết trơn. Ngày ngực về nhà dọn dẹp tại vì mình đi về bển. Rồi đàn ông chồng chị con chị con trai nó dài từ cửa nó không dọn dẹp nữa. Thì chị dọn dẹp suốt gần 5-6 tiếng đồng hồ mà không thấy mệt luôn. Tối giấc ngủ bắt vô ngủ bình thường chứ không có bị là cái giấc ngủ nó trở giấc như là trái giờ trái giấc như vậy đó. Thì nó cha rất là linh thiêng. Thì những cái câu chuyện nó có sự thật. Thì thành ra chị đến hôm nay chị đến... chị cũng biết cái chỗ này được khoảng gần năm nhưng mà chị không có tình cờ vô trong tivi nằm thấy nó trong tivi có một cái cô nào cô khóc chị mới dặn nghe thì thấy có cái hình cha Diệp chị mới nói ủa sao có cha Diệp nên thì chị nghe rắn nghe rõ thì nói là hiện giờ có cái văn phòng nó nằm ở ngay chỗ đường Dương Đức thì chị mới ráng nghe xong chị mới kêu ông chồng chị trở lại liền thì từ đó sau chị lên đi mỗi ngày thì tới cha liên tục nhưng lúc này chị bận thì cũng có ít đi như lúc trước chị đi thường. Những người nào mà có những cái gì bệnh hoạn hoặc những gì mà coi như là đau khổ hoặc buồn gì cứ tới cha Diệp xin cha những cái phép lạ cha sẽ cho liền. Chị thấy cha rất là linh, chị cứ nguyện một ngày nào đó mà còn sống thì để trong trái tim khi chết con cũng mang theo những cái lời rất là linh thiêng. Anh Vũ Ngọc Trúc, ngụ tại thành phố Cincinnati, bang Ohio, vừa gửi đến cho chúng tôi bài hát do chính anh vừa sáng tác có tên Tuyên xưng và xin ơn cha Francisco Trương Bửu Diệp. Anh đã kể cho chúng tôi rằng khi anh đang khấn nguyện với cha, tự dưng lời cầu nguyện của anh trở thành tiếng Anh nhiều. Thành ra thôi về xin nói ông chồng thôi bây giờ anh cứ giao tiệm cho thợ làm với anh coi đi tôi đi về lại Cali. Tại vì bác sĩ Cali nó có nhiều ông bác sĩ Việt Nam mình dễ nói chuyện hơn. Thì sau cái đó thì cổng một tuần lễ bút vé máy bay từ New York City về tới Cali. Thì tôi vô tới về tới Cali. Thì một ngày sau là đi tới ông bác sĩ Hoàng Kim Huy á, khám liền thì ổng vô ổng rợn thấy ổng hết hồn. Hai người bác sĩ, một người bác sĩ nữ và một người bác sĩ là ông Huy là hai người. Vô rồi nói tôi là phải chụp hình thì tới ông bác sĩ với Phạm Ngọc Giao là chụp hình liền một cái riêng cái nách và một cái chụp hình ngực luôn. Thì trong thời gian chụp thì chờ kết quả thì tôi rất buồn mà không biết bệnh mình như thế nào. Nhưng mà mình nghĩ chắc có bệnh nặng lắm rồi. Nó sụt tôi tới gần 10 pound, gần mười mấy pound luôn á. Nó không đau gì hết, mới là sợ chứ. Cái sau tôi mới trong thời gian chờ kết quả thì tôi mới đi buồn mà chiều mình cứ đi vòng ở Phước Lộc Thọ. Thì tình cờ tôi cứ ghé ngay chỗ mà đường Brockhead, ngay chỗ mà bà Khấu Tích Lan là làm răng đó, kế bên có cái bà nó phật giặt ủi Trailin tên chị Quân. Thì hồi trước tôi chưa làm neo thì tôi cũng có biết kỹ. Cái tình cờ tôi đi ngang thì tôi thấy chỉ thờ một hình ông cây Diệp bự lắm mà tánh một cái màu thì màu một cái tấm nhỏ dưới thì màu trắng đen. Khi tôi hỏi cái ông cha này cái gì mà sao chị thờ vậy, cái tôi nói cái ông này là ông gì trước cái đã, cái ông nói ông cha này linh lắm bà Mỹ ơi, hồi trước tôi bị ung thư máu khi mà tôi
đi khám bác sĩ về nói tôi thấy đời tôi coi như xong rồi, tôi mới đi về tới Việt Nam, tôi xuống tới tận với cha Trương Bửu Diệp á, ở dưới tới sảy thì tôi cầu xin cha, thì tôi về nhà tôi chắc lại thì máu tôi nó không có nữa. Thì mình đứng mình cũng trong thời gian bệnh giống y vậy, mình nghe nói trời linh quá, thì theo bây giờ chỉ có hai tấm, tấm trên lớn tấm nhỏ dưới, thì chị cho tôi tấm nhỏ đi. Thì chị mới nói được, cái chị mở cái khuôn hình ra, chị cho chị tấm hiện giờ cái tấm hình đi, chị đang thờ mười mấy năm ở nhà đó. Cái chị đem về nhà, thì lúc đó chị về đây là nhà thì có ở đây, chị cho mướn, chị ở tạm với bà nội nó trên nhà già ở đường Blower, ở đường đó ở chung với mấy người già. Thì trên đó thì đâu khoảng được 5-6 ngày, thấy bác sĩ cũng không có kêu mình là mình chụp cái hình đâu có kết quả sao. Cái về nhà cũng cầu nguyện cha, con không biết cha, nhưng lần đầu tiên bạn con nói vậy con cũng tin tưởng cha, tôi cho con có đi check cái đó về, con lành đi cho con bình phục trở lại. Thì chị cũng cầu nguyện hàng đêm, sau cái đâu khoảng 9-10 ngày cũng chẳng nghe bác sĩ kêu, mình cái sốt ruột mình muốn biết để mình an tâm mình về bệnh đó mình đi làm lại. Thì thời gian đó thì được 10 ngày cũng không thấy, cái 11-12 ngày chị chịu hết nổi rồi, cái chị đi xuống với tớ Hoàng Kim Vi, chị vô chị nói ổng, thì lục hồ sơ ra cái ổng nói thì chị vô ngồi em đi, chị không có bệnh gì hết. Trời ơi, tôi nghe nói cũng như là mình hết hồn, cũng như cái chuyện lạ không phải có chứ không có, sao nó nổi một cái cục gạch dưới cơm nách mình nó cứng nhắc mà mấy tháng trời. Cái tôi nói bác sĩ ơi, có khi nào cái trường hợp này có khi nào mà bác sĩ máy móc nó hư nó chụp cho tôi mà có bệnh mà không ra bệnh không? Cái thì ông bác sĩ quy ông nó có, nhưng mà một năm 3-4 triệu người sót người thôi. Thì ông nói cái đó thì chị yên tâm đi, chị cứ trở về lại tiểu bang chỗ chị ở, chị làm neo không có bệnh đâu. Cái nói tôi nói tôi với nó, chị cũng lo vậy, nó bây giờ cái mục đó nếu mà bác sĩ phải cắt nghĩa cho tôi như thế nào, nếu mà nó có đó mà nó không phải là bệnh thì phải cắt nghĩa cho tôi biết tôi mới yên tâm. Thì ông mới nói là cái đó tôi nghĩ một cái tuyến mồ hôi nào thì chị ngồi chị làm neo chị vũa riết cái tuyến mồ hôi nào nó tụ lại đó thôi, chứ có bệnh là đã bệnh rồi. Thì thôi chị yên tâm đi, ông còn vỗ vai cho chị, nó yên tâm đi thì cứ đi về bình thường làm không có gì hết. Thì chị mừng quá, thì là cái chị được cái hình của cái bài chị Quân Trơ Linh cho đó. Thì từ đó chị cứ để cái trong lòng chị, cha Diệp chị đi về tới lại, chị cầm cái tấm hình đi về tới bên đó, chị cũng làm bằng thờ cái thờ riêng, mỗi đêm đều khấn cha. Mười mấy năm sau, cái sau được khoảng 8 năm chị trở về Việt Nam, thì lúc đó là đám cưới nhỏ em gái, thì lu bu đám cưới, này gọi cái tới còn 2 ngày nữa lên máy bay. Thì chiều hôm đó là nhớ trực là chết, còn 2 ngày nữa lên máy bay về lại Mỹ rồi, mà mình hứa mình về mình lại cha. Mà mình chưa có đi thì vậy là không được. Thì thằng em trai nó nói thôi chị cũng hơi bệnh bị cảm rồi, thì yếu rồi thôi chị cứ đi về lại Mỹ đi, ở đây em đi khấn đi xuống với cha tạ lễ cho. Chị nói không được, chị thí dụ như là tối nay chị lên máy bay á thì chị còn để được, nhưng mà còn cách được một đêm thì chị phải đi xuống với cha thôi. Cái chị mới nói vậy, cái thì ở bên Việt Nam em biết mình gọi chừng khoảng đâu có số phone mà mấy người mà. Cha Trương Bửu Diệp, lạy Cha Trương Bửu Diệp. Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình Nhiều Kỳ Ơn Cha Diệp do Trương Bửu Diệp Foundation thực hiện xin được tiếp tục với tập 17 hôm nay. Đây là những câu chuyện do các nhân chứng kể lại cho chúng tôi về lòng nhân ái và sự linh thiêng của cha Trương Bửu Diệp. Đặc biệt đối với những trường hợp bị bệnh nan y, khi bệnh nhân hoàn toàn tuyệt vọng và chỉ biết trông cậy vào lời cầu bầu của cha. Chúng tôi xin được nhắc lại, chương trình truyền hình Nhiều Kỳ Ơn Cha Diệp do Trương Bửu Diệp Foundation thực hiện chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm chứng cho sự linh thiêng của cha. Do đó, các câu chuyện kể trong chương trình không nhằm đưa ra lời khuyên nhủ hay hướng dẫn về y học, mà chỉ nói lên niềm tin của mỗi người đối với cha Trương Bửu Diệp. Vì thế, chúng tôi mong quý khán thính giả hiểu rằng, những câu chuyện về ơn cha Diệp,
thuần túy là một món quà mang giá trị tâm linh cho những ai đang tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần trong lúc khốn khó, sự an ủi thiêng liêng khi tuyệt vọng, và nhờ đó có được sự bình an trong cuộc sống. Con đến bên cha trong niềm tin son sắt. Chị Dung Nguyễn hiện đang ở tại thành phố Portland, bang Oregon. Trong một dịp chị và chồng chị về Cali, anh chị đã ghé thăm cha Diệp và kể cho chúng tôi câu chuyện vừa xảy ra với chị ngay sau ngày chị viếng cha Trương Bửu Diệp. À, dạ, em là Nguyễn Thành. Nguyễn Thành nhỉ? Và chị là? Em Kim Dung. Kim Dung. Lần đầu tiên tới đây thì em có quỳ xuống em cầu xin cha những cái ơn đó, những cái ơn mà đau đớn trong người của em. Thì tối đó em lại là em có xin một chai nước của cha em uống trong vòng tối đó. Thì sáng hôm sau, thường sáng hôm sau là em thường tay chân của em rất là đau, xuống giường rất là đau. Nhưng mà em không biết, sáng đó là em xuống giường rất là khỏe hết người, không còn đau nữa. Cho dù em ở nhà không đi làm em cũng vẫn đau. Em mỗi lần mà em đi bác sĩ là em rất là sợ, em rất là sợ uống thuốc. Tại em có lần là giống như là em không có bị gì uống thuốc, nhưng mà em rất sợ thuốc. Nhiều khi anh cho em thuốc, em giả bộ uống rồi em. Khí hậu bên này nó bức rứt hơn ở Oregon. Nhưng mà em không hiểu sao là tối đó em nhận được cái ơn đó. Và em cũng có cầu xin cha là trong cái đời sống của em thì cái nhà cửa của em hơi rắc rối một chút xíu. Thì em cảm nhận thấy là hầu như nó có bình yên rồi hay sao. Là em cảm thấy của mình là nó bình yên, rất là bình yên. Cho nên em nói với ảnh thôi, mình đừng có đi đâu nữa, thôi mỗi ngày mình tới thăm cha đi, mai mốt tới ngày về thì mình về luôn, chứ mình đừng đi đâu xa nữa. Cho nên em mới nói với ảnh là như vậy. Em muốn chia sẻ với ảnh mấy bữa trước, nhưng mà em thấy cái cũng hơi ngại ngại, không biết là có đúng hay là không, nhưng mà em cảm thấy là em có được ơn của cha cho. Em cũng mong là em sẽ về đây lại. Xin hãy thương con, cha hiền, cha yêu dấu, thêm sức cho chị con. Mỹ Thái hiện ngụ tại thành phố Garden Grove, California, là người từng trải nghiệm về sự linh thiêng của cha Trương Bửu Diệp. Chị thường xuyên đến văn phòng và nhà thăm viếng cha Diệp trong suốt một năm qua. Sau đây, kính mời quý vị nghe chị chia sẻ những điều kỳ diệu về cha mà chị đã cảm nghiệm trong thời gian qua. Dạ, chị tên Thái, họ Thái tên Mỹ, ngụ tại City Garden Grove. Cái câu chuyện của tôi kể đây là sự thật. Thì cách đây cũng mười mấy năm, tình cờ tôi không có biết cha, nhưng mà sau một cái chuyến làm neo bên New York City á, thì tôi bị bệnh tự nhiên cái trong cái nách tôi nó nổi một cái hạch gì mà nó cứng, mà nó làm tôi khó chịu lắm. Thì tôi mới gọi phone đó, tôi nói với chồng tôi là bây giờ tôi tới ra ngoài đó thì có New York có cái bác sĩ Mỹ mình, không có lại rước khách mà chạy ban đêm đi xuống với cha Diệp. Thì nó lại 9 giờ, chị nói 9 giờ tới số nhà nè, đường đó thì đón. Thì thằng con cháu trai chị kia bằng dì ruột, nó nói trời ơi dì Mỹ đi một mình, cậu nó nói thôi đi với dì Mỹ cho cậu Bảy yên tâm, chứ dì Mỹ đi mình không yên tâm. Thì nó thôi con đi với dì Mỹ, mình nó có 22 tuổi con trai nữa. Thì nó lên xe, thì em biết mà, trên nó rước khách, nó rước vòng cả 3 tiếng đồng hồ mà chưa có ra khỏi Sài Gòn nữa, cứ vòng. Thì chị ngồi đó tự nhiên trúng gió mà em biết trúng gió mà khoảng tới nếu mà trúng gió lúc đó là khoảng 11 giờ mấy, gần 12 giờ tại cầu Long An. Khi mà chị trúng gió rồi chị đâu có biết nữa, chớp mắt hỏi nè bây giờ đang ở tới đâu rồi con, nói thằng cháu bên nó nói tới Bến Lức rồi. Thì chị Mỹ nói châu cha còn xa quá, chắc chị không nổi, mà chị mà bị trúng gió rồi là phải nằm một chỗ cạo gió, uống thuốc trùm mền, không nhúc nhích gì hết, đổ dầu vô đầu thì nó mới lấy lại cái sự bình thường, không là chịu không nổi. Mà trong đây là mình đang ngồi trên xe đi, mà xe nó dần, mà cửa sổ tài xế mở ra gió quá đi, mà mình đi mình khoác một cái áo đơn giản thôi thì nó cũng lạnh. Cái chị mới nói, chị nhắm mắt trong lúc nó mở ra thấy toàn là bóng tối không, mà nó chống mặt coi như là nhìn thấy như cái nghĩa địa vậy đó. Cái chị mới nói là trời ơi thôi bây giờ
mà Tuấn ơi là thằng cháu gì, con dòm thử hai bên đường coi, bên lộ coi có nhà ai giờ này còn mở đèn dẫn dì Mị vô, để dì Mị cạo gió, nhờ người ta giúp hết thì dì Mị cạo gió. Nếu mà ngủ một đêm sáng ngày khỏe thì dì Mị tiếp tục đi xuống Trai Diệp, còn nếu không khỏe thì mình trở lại thành phố thì cái dịp khác chị đi xuống Trai Diệp. Thì nó nhìn hai bên đường nó thấy không có một cái nhà nào mà còn đèn, nó nói dì Mị ơi không có ai còn thức hết giờ này, ngủ cũng cả 12, 1 giờ đêm rồi. Cái chị mới nói thôi chết rồi, cái điều này chắc chết. Thì chị mới nói ông tài xế, em làm ơn em quay kiến lên đi để cho ấy thì trúng gió rồi. Nó mới nói là chị kiếm ai ngoài sau á, chị đổi đi, chứ nếu mà tôi mà quay kiến lên là cái xe nó lật xuống ruộng, nó ngủ gục cái tài xế lái. Thì chị mới nghe nói vậy, chị mới nói thôi chịu thua lúc đó đi. Tự nhiên chị nói ra đây mà óc ác gì cũng nổi lên luôn, mà chị là người đạo Phật ngoại đạo đó, người đạo Phật đó, cái tự nhiên cái chị nói, chị nói tự nhiên làm gì khiến cha dục chị phải nói, chứ không bao giờ mà chị chụp là chị nhớ đến cha lúc đó, chị không có nghĩ nữa, mình nhớ tự nhiên cái dục cha dục chị nói là cha ơi cha, nhắm mắt mà nói cha ơi cha, nếu cha linh thiêng á, cha cho con một giấc ngủ, con ngủ từ đây con tới bác sĩ mà có cha kêu con dậy, mà con xuống con lại cha về, mà lỡ con có chết con cũng vui lòng. Cái đó là lời của chị Mỹ nói như vậy. Thì y như rằng chị vừa nói xong, búng một cái chốc thôi là chị ngủ một giấc. Mà chị là khó ngủ, mất ngủ mười mấy năm, uống thuốc ngủ còn chưa ngủ được, chứ đừng có nói là như vậy. Thì chị nằm xuống đó ngủ, ngủ một giấc. Khi mà tới cầu Bắc Mỹ Thuận thì nó đã làm cầu rồi, qua rất là suôn sẻ. Khi tới Bắc Cần Thơ thì lúc đó chưa có sửa cầu Bắc Cần Thơ, xuống tới Bắc khoảng 2-3 giờ sáng thì chị không nhớ, lúc đó chị ngủ đâu biết gì đâu. Thì cháu chị nó xuống, nó uống cà phê trên xe, xuống hết những hành khách trên xe đều xuống ăn uống, mà con mình chị nằm trên xe ngủ ngon lành như vậy. Thằng cháu nó ra nó nói trời dì Mỹ ối quá, chắc con phải kêu dì Mỹ ăn một miếng đốt đồng. Mà nó vừa tới nơi, nó nói là kể lại, mà nó tới nơi làm như cha dục không cho nó kêu chị vậy đó. Thì nó trở lại cái quán đó, nó ngồi trở lại thì khoảng 15-20 phút sau nó trở lại, nó kêu lần nữa. Nó tới nơi nó cũng kêu chị được, làm cha dục đừng có kêu, để cho chị ngủ cho chị khỏe sao cái lời nguyện mình đó. Thì cha làm đúng y như vậy nha. Thì chị nằm đó, cái đúng toa tới Bắc Cần Thơ người ta dồn xe lên mà ô cha nó ồn, mà em biết cái Bắc nó ồn ào lắm. Người buôn kẻ bán nói ồn ào ấy là coi như là, mà vậy mà chị ngủ một giấc không biết một cái gì hết em. Còn hơn cũng như mình chụp thuốc mê, mình như trong giấc ngô mê mình không còn biết một cái gì. Khi mà xe nó chạy qua tới Bắc Cần Thơ, chạy xuống tới y chang như lời hứa, tới tắc sậy, tức là tới đây cái nhà thờ cha, thì một cái tiếng nói tới tắc sậy rồi dậy nói gì con dậy cũng vậy. Tự nhiên chị giật mình thức dậy, đúng lúc đó thì thằng cháu chị nó đã ngủ mê rồi, thằng cháu chị cái bên nó ngủ mê rồi. Chị ngồi dậy mà chị còn bàng hoàng, không biết mình có bước xuống đất được, đi được hay không, hay là mình đang còn bị cảm, đi có được hay không. Chị mới đánh thằng cháu chị nói tung tứng dậy, dắt dì Mị đi xuống, mình tới tắc sậy rồi con. Khi nó mở mắt ra nó tới rồi, lúc đó chạng vạng gần 5 giờ sáng rồi chị nhớ. Thì chị vừa bước xuống xe, trời ơi cha rất là linh thiêng. Tôi nói con gái 18 tuổi cũng trở thành những giai điệu, và anh đã ghi lại những cảm xúc này thành bài hát. Chúng tôi xin được trình bày tác phẩm này trước hết là để cảm ơn món quà tinh thần mà anh Trúc gửi tặng hội, sau là gửi đến quý vị, những người yêu mến và tin tưởng vào sự linh thiêng của cha Trương Bửu Diệp. Xin kính mừng cha, hát khúc tạ ơn cha Phanxicô Trương Bửu Diệp. Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp mục tử tốt lành nên đức anh hùng, lòng sắt son vững một niềm tin, nhân chứng tình yêu giữa lúc hiểm nguy.
đem thân hy sinh hiến dâng đời cha Phanxicô cứu bao người lương giáo an bình đượm ngát ân tình vầng thái dương soi dạng bóng hình một lòng cậy trông nơi cha yêu dấu hãy nghe cho thấu những lời nguyện xin xin kinh mừng cha ta ơn cha Phanxicô trương bưu diệp cha Phanxicô trương bưu diệp mục tử tốt lành nên đứng anh hùng lòng sắt son vững một niềm tin nhân chứng tình yêu lúc hiểm nguy đem thân hy sinh hiến dâng đời cha Phanxicô cứu bao người lương giáo an bình đượm ngát ân tình vầng thái dương soi dạng bóng hình một lòng cậy trông nơi cha yêu dấu hãy nghe cho thấu những lời nguyện xin một lòng cậy trông nơi cha yêu dấu hãy nghe cho thấu những lời nguyện xin chương trình truyền hình Nhiều Kỳ ơn cha Diệp tập 17 xin tạm ngưng tại đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Trước khi chấm dứt, xin được gửi đến quý vị các thông báo sau đây. Cầu nguyện với cha Diệp. Buổi cầu nguyện với cha Diệp để dâng lên những lời khấn nguyện và tạ ơn của khách thăm viếng ghi trong sổ khấn và cảm tạ sẽ được tổ chức tại nhà thăm viếng cha Trương Bửu Diệp vào lúc 7 giờ tối thứ Năm, ngày 3 tháng 10 năm 2013, do cha Linh Hướng Đinh Ngọc Quế chủ sự, kính mời quý vị đến tham dự để hiệp chung lời cầu nguyện. Sách ơn cha Diệp, các câu chuyện về ơn cha Diệp do các nhân chứng kể lại sẽ được in thành sách và phân phát miễn phí cho mọi người. Các cơ sở thương mại, các doanh nghiệp muốn đăng quảng cáo trên sách, xin gọi văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation số 714-537-8159 hoặc 714-362.